Bạn có biết bất hòa nhận thức là gì không? Lấy một ví dụ nhé. Trong lớp thầy giáo dạy toán hỏi hai hình A và B hình nào là hình tam giác. Đây chẳng phải là câu ăn điểm sao? Bạn giơ tay lên định chọn B luôn. Nhưng chính vào lúc này cứ có một bạn trong lớp tràn đầy tự tin chọn A. Hơn nữa còn không chỉ có một bạn. Thấy vậy bạn liền cảm thấy do dự, sợ hãi. Vì thế lúc đến lượt bạn, bạn đã gạt bỏ nhận thức của bản thân mà chọn A theo số đông. Khi con người có hành động không giống với mọi người xung quanh thì sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Trong tâm lý học đó được gọi là bất hòa nhận thức. Sau khi hiểu được khái niệm này, chúng ta cùng xem ông thầy này. Lúc này ông ta cũng đang gặp phải vấn đề tâm lý như vậy. Ông thầy vốn có 200 triệu yên tiền mặt, vì sự an toàn của số tiền ông ta đã bỏ nó vào trong két sắt rồi khóa chặt lại. Tưởng rằng như vậy là an toàn rồi, nhưng ai ngờ có một cao thủ lừa đảo lại nói trước mặt ông ta rằng anh ta không cần phải đích thân ra tay với chiếc két sắt mà vẫn có thể dễ dàng đánh cắp được số tiền của ông thầy. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của đối phương, ông thầy cũng không biết là thật hay là giả. Dần ra ông thầy bắt đầu bất hòa nhận thức, ông ta trở nên lo lắng bất an, đầu căng hơn cả dây đàn, bắt đầu cầm gậy lên gào rú đập phá. Cuối cùng còn lôi một đống xích sắt ra xích chặt chiếc két sắt lại rồi khóa hết lớp này đến lớp khác. Ông ta không tin là cao thủ lừa đảo Shinichi có thể làm gì được mình. Tiếp theo chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa là ban tổ chức tới nhà để thu tiền và ông thầy sẽ giành chiến thắng trong trò chơi cướp tiền này. Đến lúc đó thì ông ta sẽ nhận được hàng trăm triệu yên tiền thưởng rồi. Đêm cuối cùng trước khi trò chơi kết thúc, ông thầy nhận được một tấm thiệp của ban tổ chức. Bên trên có viết 5 giờ chiều ngày mai họ sẽ tới thu tiền và trò chơi kết thúc. Bên Shinichi cũng nhận được một tấm thiệp tương tự. Tỷ lệ giành chiến thắng của họ gần như là bằng không. 11 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ cuối cùng, ông thầy giật mình tỉnh giấc hết lần này đến lần khác để đảm bảo chiếc két sắt không bị làm sao hết. 5 tiếng đồng hồ cuối cùng, nào không thể ngồi yên được nữa. Còn Shinichi thì vẫn vẻ mặt trầm tư, không nói gì cả. Thời gian đếm ngược chỉ còn 1 tiếng cuối cùng, chiến thắng đang ở ngay trước mặt rồi. Ông thầy bắt đầu phấn chấn tinh thần. 10 phút cuối cùng, nào không thể kiềm chế được nữa mà chất vấn Shinichi. Anh Jai à, chẳng phải anh bảo là mình sẽ thắng chắc sao? Không phải là anh đang bốc phét thật đấy chứ? Cuối cùng thì Shinichi cũng đứng dậy. Nhưng đừng có tưởng bở, anh chỉ đi tới chỗ bể cá và thả ít thức ăn vào đó thôi. Thấy sắp sửa phải gánh món nợ 100 triệu yên đến nơi rồi, nào sụp con mẹ nó đổ. Cô chạy tới trước cửa nhà ông thầy gào khóc ầm ĩ cầu xin ông ta trả lại số tiền của mình. Nhưng ông thầy đã nằm gai nếm mật suốt hơn nửa tháng chỉ để đợi đến giờ phút này mà thôi. Ông ta đẩy nào ngã sấp mặt lợn rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó thì đếm ngược chờ thắng lợi tới. 3, 2, 1, hết giờ. Tiếng chuông báo 5 giờ chiều vang lên. Lúc này ông thầy đã không còn phòng bị gì nữa mà hưng phấn múa may quay cuồng. Lẽ nào trò chơi đã thật sự có kết quả rồi sao? Cùng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, người của ban tổ chức đã tới. Còn chiếc két sắt đã phủ bụi bao lâu kia cuối cùng cũng đã hiện thân trở lại. Tiếp theo là đến phần đếm lại số tiền, cục đá trong lòng ông thầy cuối cùng cũng đã được bỏ xuống. Ông ta nhớ lại những ngày tháng sống không bằng chết kia. Bị nhà trường sa thải, bị đồng nghiệp bàn tán, bị vợ coi như đồ bỏ đi và đòi ly hôn. Bây giờ cuối cùng thì ông ta cũng có tiền rồi. Ông thầy sung sướng cười như bố đẻ em bé. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp qua 1 tiếng đồng hồ rồi mà nhân viên vẫn chưa đếm xong. Chính vào lúc này tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Ông thầy chửi bới rồi chạy ra xem. Còn công tác đếm tiền trong nhà cũng chính thức kết thúc. Người tới không phải là ai khác mà chính là người của ban tổ chức. Ông thầy mừng rỡ nói không cần tới nữa đâu, đồng nghiệp của các cô đã đếm gần xong rồi. Họ tám mắt nhìn nhau. Người phụ trách vội vàng giải thích rằng nhóm phụ trách tới thu hồi lại tiền tổng cộng chỉ có 3 người thôi mà đều ở đây cả rồi. Ở đâu ra người khác nữa chứ? Nhìn ba khuôn mặt nghiêm túc trước mặt, lúc này ông thầy mới nhận ra vội vã chạy vào trong nhà. Ồ hố, tuyệt vời, Shinichi đã ở đây từ lúc nào rồi? Thì ra người nhân viên vừa rồi chính là người giả mạo mà Shinichi mời tới. Bây giờ